Xin chào cả nhà luôn. Sáng nay mình đi thăm Mỹ, mới giờ đi gần tới rồi, gần tới 7 mà chưa kịp thăm thì anh trợn, anh khóc, buồn hiu, quá trời, những mưa đang thổi lùi hết trơn, nhưng mới chạy bên kia, tùm lum hết. Giờ kiếm chỗ nào được mưa để ngồi nữa đi thăm Mỹ mọi người. Chưa gì trơn, sáng sớm cũng khóc rồi. Mới có 8 giờ mấy nha. Kiểu này là sao làm ăn, tắm dài không làm. Chắc hơn 10 ngày đó, sáng bữa nào cũng mưa, sáng bữa nào cũng mưa hết trơn. Rồi biết rồi là đi thăm Mỹ cũng không được. Mưa gió quá, đi thăm Mỹ đâu có quay gì được đâu. Rồi đâu có đi mua chuột được. Rồi. Đi rồi thôi. Mình được cái chỗ này mình được mưa cũng thoải mái. Được cái máy hiên ở nhà của người ta cắt nha. Bây giờ thì được mưa đây chút xíu rồi, ông hầu nữa tạnh mưa cái mình đi thăm Mỹ nha mọi người. Rồi lát nữa mình đi thăm Mỹ thì mình quay tiếp cho mọi người xem. Bây giờ ngồi đục mưa cái đã. Nãy giờ mình đục mưa, bây giờ trời tạnh rồi mọi người, mình tiếp tục mình đi thăm bẫy của mình. Giờ vô trong đây có cái bẫy đầu tiên này nè. Đây cái bẫy đầu tiên mình đây. Sáng sớm mà không mưa rồi. Cái đầu tiên không biết có không này. Rồi có mọi người ơi. Dở lên thấy cái nè. Nè. Đấy. Nó thọc vô rồi. Hên quá. Nhỏ này. Không biết bự hay nhỏ. Đó. Nó nằm trong đây nè. Đó mọi người. Lúa đầu ra nè. Thấy chưa. Con đầu tiên. Để con không biết bự hay nhỏ thôi. Cũng hơi nặng nặng này nha. Trời 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 ơi, ngắn nhì rồi mọi người ơi. Con đầu tiên quá im. Con này con ngắn nhì rồi mọi người ơi. Nè. Quá đã. Nằm phanh nè. Đó, đó, thấy chưa. Một em đầu tiên ngắn nhì. Để cái khác mình bỏ vô mọi người. Mở hàng cái đầu ngon quá mọi người ơi. Cái đầu thấy được tô phở rồi đó, là thấy cũng ngon ngon rồi đó. Giờ mình xuống đây mình coi cái thứ hai cái thằng đây. Mấy cái này là hôm bữa là mình dặm thêm đó, nên mình thấy im. Đang cái nè, cái này hôm bữa cũng dặm thêm nữa nè. Chuột chết rồi mọi người, không biết là chuột bị ói ra hay là cái gì mà không thấy phân. Có không đâu. Chuột chết chứ không phải là cái này chết quá rồi, cái này do chuột chết mọi người. Chuột mưa gió quá nên chuột nó chết hay gì, nhiều khi nó ngập nước rồi chết á. Mình đây có con cái chăn chút cái gò mà nước ngập hết trơn rồi nè, nước lên láng hết, người ta cắt lúa rồi ta thụt nước vô á. Thì có con cái nó nằm ở đây, có cái gò duy nhất ở đây rồi. Nếu mà có gắn nó đi á thì nó cũng vòng vòng ở đây, còn không có là không có luôn. Chuột chết rồi hay gì á, chuột chết rồi. Thấy chuột chết rồi mà không biết có hay không. Chết quốc rồi. Rồi vô con gì vậy? Con gắn mối mọi người ơi. Cái này chắc mình rút quá, tại vì ở đây có một cục đất chút xíu à. Có là nó vô rồi, còn cái này không có rồi. Nó đi rồi. Tại vì nước nó lên hết rồi. Để vài bữa nó gắn mối bự dữ rồi trời. Hai con luôn hay gì mà. Như là đi một cặp gắn mối luôn, hai con luôn á chứ. Hai con gắn mối luôn mọi người. Cũng là gắn nhưng mà gắn mối. Mình sẽ rút cái này nha mọi người. Rút thôi. Rồi. Trời mưa nữa rồi mọi người ơi. Cọ trước quá trời luôn kìa. Đây mình đi ra giữa đồng. Này có mấy cái ở ngoài ruộng trên bờ này. Nước này lên đáng hết trơn. Tôi xả vô nè. Mưa nước về á, chuẩn bị nước về.
bên kia cò quá trời, nãy giờ tưởng là dịch không à. Bên đây có một cái, đi bên đó mình thăm coi, lội trở lại được vài bữa nó chắc ở đây người ta thả nước vô bình đĩa hết lội được luôn á. Trời lại mưa nữa nè, ướt điện thoại nữa rồi. Gắn lên đây thăm cái này coi. Tới cái bẫy của mình rồi nè, có một cái mà phải lội ra ruộng nước mênh mông. Có không nè, chuột chết rồi trời, chuột sao chết rồi, chết chuột rồi mọi người ơi, chuột cũng sao chết rồi, cũng sao chết không biết nữa. Rồi lấy cái khác đổi vô, mình có một cái nằm ở dưới tấm đành, ở dưới tấm đan này mình dỡ lên thì có một cái ở đây nè, thì một tay quay điện thoại với một tay dỡ tấm đan chắc lên không nổi quá, đứng coi hồn quá. Có không đây, quay chút xíu, có mọi người ơi, nghe nè, nó nằm ở dưới đây nè, nè nè có nè đây. Chưa đụng tới thấy nằm phanh đây nè, một con nghe chưa. Trời ơi, hành mini gì mà nó vô, nó ăn con chuột cho được hả? Nó xíu trời chút ăn ơi, gì mà nó ăn con chuột của tôi cho được hả? Kệ đi, có ở đây có gắn nhỏ này, mốt rồi có gắn bự rồi. Con này với con nãy là hai con á, để kiếm chỗ nào mình bắt ra luôn mọi người. Ơi, có một con gì giống gì trời, giống gì vậy, trời ơi rất lạ, ở đâu mà con lãi chui vô đây trời. Nó lại một xíu mà đâu vậy, lãi à, lãi không vậy nè, lãi nhỏ cậy có được không, ở trong đây mình có một cái nhưng mà được cái gò, có cái gò này không à, mà đặt hoài không có dính, cũng lâu lắm rồi á, đây có cái gò chính giữa ruộng, gò bành kia quá trời, cái gò bành kia mà đặt khoảng chứ, mỗi lần thăm thì chỉ chuột chết hay là thay mồi này kia hoài không dính, mấy cái này sao à, cũng vậy nó gì rồi. Có không đây, nhiều à, chuột còn nữa, còn chuột nữa, hay chỗ bịch lúa luôn. Thôi sáng giờ mưa hoài, hôm qua nắng nắng được một chút, chuột chết này không biết có hay không đây, có mọi người, con nhỏ, ôi chuột ra chết, nằm đằng kia kìa, không biết này. Nằm đằng kia không biết có kẹt đầu hay không đây. Đây nè, quay lại cho mọi người xem nè. Rồi một em hàng ba nữa, con này bắt ra luôn khỏi quay, con ba nè, này hàng nhỏ không chạy, hôm bữa đã dính con gắn nhất bự lắm, dưới bịch luôn nhỏ xíu mọi người, gắn ba đó này nè, cỡ 200 gram, nhát ống kính hay gì, quay đầu này lại đầu kia, con này không muốn lên
nó nhớ rồi, nó lú đầu ra luôn rồi nè, rút vô được. Lấy cái khác đặt vô rồi. Đây mình có cái bẫy dưới đây mà người ta chắc gom đây luôn, chắc nữa là ta trồng nấm quá. Đây trồng nấm cái gì anh? Dạ. Trồng nấm hả? Dạ hả? Dạ. Mấy mấy ngàn con? Dạ có ba mấy hả? Mấy hả? Dạ. Đây mà lúc trước cũng lắm chứ. Dạ hả? Chạy không? Không. Chút quốc rồi. Chuột con này giết không có luôn hay. Cái trong đây thầm lúc nào nó cũng dính cho mọi người, chỉ có chiến rồi nó tiệt hai lần là dính rồi, hai con đánh nhất con cái nhất con cái gì không biết bữa nay không biết nó có hay không. À này là chất quốc rồi, rút nó ra rồi, có hay không chưa biết nữa, thấy hơi nặng nặng nữa. Rồi có mọi người ơi, con này như nó bị bịch tàn nhẹ cái gì nè, đốm đốm ta, có luôn mọi người, nó nhỏ nhỏ rồi. Ôi con này nó bị ấy rồi, ôi con cũng đáng gì vậy nhé. Gắn gì mọi người ơi, vô gì nha, để đặt lại cái Sico rồi ra ngoài sáng coi cho nó rõ coi. Rồi em nói mình mới vừa bắt ra nè, đây nó bị đốm đốm nè, nó muốn lai bạch tạng mọi người, hay là nó bị lửa đốt gì, giống như lành lại mọi người nè. Đây nè mọi người, con này gắn gì nha. Nè đây này. Trắng trắng này nè, à, đốm đốm đốm, giống như là nó bị thẹo bị gì đó rồi nó lành lại á, chắc vậy quá. Con này con gắn gì rồi, mình bỏ vô bao luôn à. Một tay gì tay quay tay ấy là hơi khó không? Nó bị đốm đốm mà không biết có ai chơi cái loại này hay không nữa nè. Muốn lai bạch tạng nè, nó lành lại rồi. Con này chắc cỡ 400 gram được. Con này gắn là mới nãy mới dính rồi mọi người. Rồi nó quấn kìa. Nè, đó bạch tạng. Nhìn giống như bạch tạng. Rồi, cỏ ở đây lư hết chưa. Đi khó chịu thiệt chứ. Cái này không có ở đây. Nhiều à. Trời ơi. Chết nữa rồi. Chuột chết rồi, trời mưa quá trời mà, mưa quá chuột chết hoài mọi người ơi, không có gì, chuột chết rồi. Bữa nay đi thăm 7 người nó khỏe, trời mưa lâm râm không có nắng, đi nó khỏe, nhưng mà quay nó ướt điện thoại, nó ướt. Chính con gì mà trên mình nhìn xuống thấy cái đầu nó lú ra rồi, nó bị kẹt rồi mọi người. Rồi kẹt đầu chết hết rồi, chết rồi, chết rồi, trên mình nhìn xuống mình thấy cái đầu
chuột cận luôn, chết rồi mọi người, chết chưa, chết rồi, chuột chẳng còn luôn, chuột còn gắn thì xong, bị kẹt rồi, nó chết luôn. Cái loại lưới này nó hay bị kẹt đầu quá, còn mới cáo à. Mấy cái khác đổi rồi xử lý này sao mọi người. Rồi con gái như này. Nó còn hay là chuột chết à. Còn luôn chứ, thích ứng cho nó luôn, này không có luôn trời, nhúc nhích rồi. Tức là không có con gì, chuột chết hay gì dùng sâu kiến, chuột còn cho nó lúa luôn, chuột còn mà sao thấy có dồi đây ta, có dồi nó bỏ ở đây là sao? Ủa con, ủa có gắn vô mà sao nó chết á, con này cũng bự rồi. Ăn không được con chuột, bị con chuột ấy lại hả? Con này cũng bự mà. Mọi người, con chia sao thấy có dồi. Sao bị chuột ăn à? Thấy xương cũng bự mà. Thôi, cho bịch lúa. Cắt. Cái này lâu lắm rồi không dính luôn. Có phân hay là chuột chết vậy? Mà sao nó nhẹ dữ vậy? Chuột còn. Tưởng đâu á. Tối quá nhìn không thấy. Chuột còn mọi người, cho cái lúa. Dịch ác. Từ sớm giờ đi có chục cái không có một con luôn, bị ông quýnh đó chứ, ông quýnh bốn con dít, ông lá quýnh đỡ không kịp, chơi quýnh vô lưng không à. Chuột còn không đây? Chuột còn à? Lúa còn luôn. Cái này chắc bữa hai bịch lúa rồi. Để chỗ cũ không mọi người. Kính là được à. Mưa từ hồi sáng tới giờ, mưa long găm, đường ướt chạy xe không được, ngã xe mấy lần, nó trơn á, lâu lắm đó. Đây có cái bẫy, nó chặt sậy, chặt gì, đây đâu, không biết có đạp hay không, chỉ sợ đạp thôi chứ, không có, không thấy lồi lồi lên à. Nhiều chuột không biết còn hay không, chuột còn luôn mọi người.
được đây nè, cho nó bình thuốc. Cái này cũng lâu lắm rồi, có dính đồ chơi cho vui chứ không ta, lăn lừ vậy có hay không mà thấy lăn lừ trong đây mọi người, còn không biết có hay không, không biết nha. Một thì chuột, lăn lừ mà không thấy nè, chuột không biết còn không, chuột còn, còn chuột còn lúa luôn, cho nó thêm bịch lúa nữa cho nó sống lâu chút xíu nữa. Trời, cái này lúa lên dưới trời, có ở đây mà chuột còn luôn mọi người, chuột còn luôn, đẩy mình sao nó chết chứ, bịch lúa còn luôn, bịch này đâu mà để nó xét kỹ luôn ta. Cái này im quá trời mà không bao giờ thấy nó dính. Lúa lên luôn, chuột chết rồi. Sao nó ém lúa ra trời, kì vậy trời, chuột chết mọi người ơi. Rồi, có cái đường ai đi xuống dưới đây thôi. Tôi đi đo thuốc đắng luôn. Cái bẫy mình ở đây, thấy cái bẫy rồi kìa, trong lỏng rồi kìa, trong lỏng rồi, xét luôn, lâu lắm rồi, không biết con đây. Chuột còn không? Trời ơi, dính con rắn, nó kẹt đầu, nằm khúc ngoài luôn rồi mọi người. Kỳ vậy ba, trời nó kẹt đầu, kẹt vô, bị chuột ăn. Trời ơi, uổng vậy không? Rắn nó, rắn ba, nó vừa vô dính đầu, sống vô trong hôm mà dính đầu, để cho con chuột nó cắn mạnh luôn. Rồi. À, cũng chặt chuối đây nha. Lấy rầm đây. Dở lên thấy không có gì hết trơn. Ôi rồi 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 rồi, nặng nặng mọi người. Nặng nặng, có cả kìa nó phanh kìa. Ôi con này bự dữ trời. Vô rồi mọi người ơi. Rồi. Rồi vô rồi, vô rồi, vô rồi. Bự bành kia mọi người ơi. Ôi ôi nó đã, trời ơi nó đã mọi người ơi, bánh kia nè, ôi ôi, vô rồi con này, chắc hôm bữa xảy quá, quá đã mọi người, nằm phanh cục kìa, ôi, trời ơi trời, nó đã, quá trời quá cứ con này rồi mọi người, đó, nè, thấy chưa? Quá trời quá khứ rồi, có phần này nè, bây giờ mới để ý nè, có mấy cục phần này, xanh lì à, cái đầu nè mọi người, con này để một hồi nữa mình tháo ra cho mọi người xem nha, để mình đi ra ngoài cái mình tháo ra cho mọi người xem. Đây mọi người, con này là mình mới vừa dính xong nè, cái này cũng là cái cuối cùng luôn nè, không ngờ cái cuối cùng nó lại thưởng cho mình một em như thế này đó, trời ơi đã chưa mọi người. Trời ơi, con này 800 gram có mọi người. Quá trời, nó bự, nó dài. Con này chắc hôm bữa xảy quá. Hôm bữa mình đặt cái này mà nó bẻ hôm nó ra. Mà chuột, mất tiêu chuột. Với lại không thấy phân, không có gì hết trơn. Mà có hôm nó bị cong. Trời bự quá trời mọi người ơi. Cái cuối cùng. Quá ngon. Rồi, để mình bắt em này ra luôn nha. Bắt nó ra luôn mọi người ơi. Mình bắt em nó luôn.
nay sáng giờ đi trời lâm râm mà bây giờ mới thấy được có chút xíu gọi là mát luôn rồi. Xe chạy đây trên đường ôi con này có 900g có mọi người ơi. Ôi quá đã mọi người ơi, con này không có thằng bữa nó tung ra rồi không có thấy hiệu gì chứ. Cái cuối cùng 30 chưa gọi là tết, còn cái cuối cùng gần còn mày lớn gì quá đã mọi người. Ôi nè quá trời ơi bự bệnh kia. Cái dãy nó bị chạy hàng chi hôm bữa nè đó mọi người ơi. Đấy, hôm chạy chắc hôm bữa nó vô nó ra được nè. Đó nè. Nè, nó chạy. Hai dãy luôn. Thì hôm bữa nó tâm hôn nó ra đó. Hôm bữa mình sảy. Sao mở bẻ hôm ra được bây giờ thấy nó chạy nè. Đó là chứ gì. Đó là chứ gì. Bữa nay đói mày quay chứ lại chứ gì. Đấy, bỏ vô. Đấy. Rồi, quá ngon mọi người ơi. Quá ngon rồi. Rồi mình cũng xin tạm dừng kết thúc video luôn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video ủng hộ mình nha. Cái cuối cùng của mình là quá ngon rồi. Rồi, xin chào mọi người nha. Bye bye.